nhất, khốn nạn nhất của cái điện thoại và các thiết bị điện tử này đến sức khỏe của đàn ông này, này. Nó làm cho trên bảo dưới không nghe, và chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Đấy là tác hại cực kỳ lớn của cái điện thoại. Xin chào các bạn. Hiện nay các thiết bị điện tử như máy tính, TV, điện thoại đã trở thành một phần tất yếu cuộc sống. Các thiết bị này đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống con người trong công việc, học tập và giải trí. Bây giờ giả dụ mà không có cái điện thoại thì mình không thể mua bán cổ phiếu được, vì xác nhận là phải thông qua cái điện thoại, và rất nhiều ứng dụng như thanh toán tiền nó phải thông qua điện thoại. Và làm việc văn phòng bây giờ thì toàn bộ ở trên các máy tính hết rồi, giải trí, TV, máy tính, điện thoại đều có các chức năng đó hết. Nó giúp ích rất nhiều trong cuộc sống loài người, đó cũng là một phần tiến bộ văn minh của xã hội hiện đại. Bên cạnh đó, nó cũng gây ra rất nhiều tác hại đối với cuộc sống con người. Sau đây mình sẽ liệt kê một loạt các tác hại của các thiết bị điện tử. Nếu các bạn sử dụng thái quá hoặc sử dụng sai, sử dụng không đúng mục đích, thì các thiết bị điện tử như điện thoại này, TV này, máy tính này, nó sẽ gây ra rất nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bây giờ mình sẽ liệt kê rất nhiều tác hại của nó. Mong là các bạn nghe đến hết video này để các bạn có thể cảnh giác với nó, các thiết bị điện tử, và giảm thời gian sử dụng nó đi. Tác hại thứ nhất của các thiết bị điện tử này, thứ nhất là cái điện thoại này này, là nó làm suy thoái chức năng tình dục của cả nam lẫn nữ. Đây là tác hại đầu tiên mà rất dễ nhận thấy, và nhiều người cảm nhận thấy cái này rất là rõ. Tác hại thứ ba, nó làm cho cơ thể mình lão hóa với tốc độ rất nhanh. Các bạn thanh niên 17, 18 mà các bạn nào mà nghiện điện thoại bấm ly bì suốt ngày, ngày đến chục 10 tiếng, mười mấy tiếng, là mấy năm sau, là 2-3 năm sau trông như ông già bà già. Mình quan sát nhiều bạn bị thế này lắm rồi. Người thì bơ phờ ra, chẳng có tí sức sống nào cả, vì bấm quá nhiều. Nó đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể rất nhanh, tốc độ rất nhanh, da xấu hết, hỏng hết. Nó làm cho cơ thể là làm cho cơ thể con người là, một là gầy yếu, hai là béo phì. Đó, các bạn đi tắm biển đấy, các bạn nào đi tắm biển là các bạn sẽ quan sát dễ nhất như điều này. Đó, cơ thể một bỏ cái lớp áo ra, một là gầy yếu, hai là thừa cân. Những người dáng đẹp, form dáng đẹp, những cái thập niên 80, 90 là bây giờ là rất là ít. Cũng do cái sử dụng điện thoại, bấm điện thoại ly bì suốt ngày, có thế thôi. Một tác tai hại của điện thoại nữa là nó làm tốn rất nhiều thời gian. Nó làm tốn rất nhiều thời gian, tốn tiền, tốn của. Tốn tiền, tốn của là vì sao? Là vì cứ bấm ở trên đấy thì không làm được cái gì ra tiền, hoặc là kiếm được tiền ít đi, và nó xem quảng cáo mua những cái thứ mà mình không cần. Đó, nó tốn của ở chỗ đấy. Ngốn thời gian thì ai cũng nhận rõ ra rõ điều này rồi. Suốt ngày bấm đi vì 7-8 tiếng mà chẳng tốn thời gian là cái gì đấy. Ngoài ra khi mà xem điện thoại, xem video rất nhiều, xem video nhiều, xem hết video này video khác, thì nó sẽ làm cho tâm trí của con người nó rối loạn. Nó làm rối loạn tâm trí, thì đêm ban đêm ấy ngủ nó khó ngủ là một rồi, và ngủ nó hay mơ. Đấy tác hại lớn nhất của cái cứ xem hết video nọ đến video khác trên cái điện thoại hoặc trên cái máy tính, là ngủ rất là hay mơ và rất là khó ngủ. Mình cũng bị tình trạng này một thời gian đấy, cho nên là nên mình dám khẳng định thế luôn đấy. Mà mình đang đang tìm mọi cách để mình chống lại nó, và thực sự là chống cái cám dỗ của cái điện thoại là cực kỳ lớn các bạn. Cám dỗ trên các video rất là cực lớn, với các video ấy rất nhiều video rất là hay, rồi là hết video nọ video kia, và trên video người ta làm ra thì trong một ngày ấy xem cả đời không hết. Cho nên là nên hạn chế tối đa sẽ sử dụng lại.
9-10 giờ tối nó tắt hết, không có xem gì nữa cả, tắt nguồn điện thoại, không xem gì hết. Đấy cũng là một trong cách để bớt dùng điện thoại đi mình áp dụng. Thứ đến nữa là tác hại của cái điện thoại này, nó làm cho mình cơ thể nó chóng rè, mặt mũi thì nhăn nheo, da rẻ thì nhăn nhó, và mắt thì thâm quầng. Bây giờ thấy ngoài xã hội rất nhiều người mặt nó cứ nhăn hết cả lại, 50 60 mặt nhăn hết cả lại, thì bấm điện thoại quá nhiều, một nguyên nhân duy nhất nó thế thôi. Cứ dán nó vào xem đi bì là mặt nó sẽ nhăn lại, vết chân chim ở đây là nhăn hết lại, mặt đầy lớp nhăn. Nhiều người 50 tuổi mặt đầy lớp nhăn này, bấm xem điện thoại quá nhiều, kể cả cái nhiều bạn ba mấy tuổi mặt trông nhăn nhăn rồi. Làm cho cái điện thoại này nó làm cho rất nhiều người thức khuya ngủ nướng. Bây giờ rất nhiều người ấy thức đến 11 12 giờ đêm. Hồi trước là 11 12 giờ đêm nên là thức khuya lắm rồi. Bây giờ nhiều bạn thức đến 2 3 giờ đêm, rất là ngày thì nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thức đến 2 3 giờ đêm. 9 10 giờ mới dậy. 9 10 giờ sáng mới dậy. Nó làm nhịp sinh học nó rối loạn hết rồi. Như thế này ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe. Không có gì tàn tàn phá sức khỏe nhanh và mạnh bằng thức khuya ngủ nướng. Cho nên các bạn phải giảm thời gian sử dụng nó xuống 9 10 giờ tối này. Không xem cái gì nữa, tắt hết đi và ngủ sớm, dậy sớm. Thì sức khỏe của mình sức khỏe của mình nó không bị ảnh hưởng được. Một tác động tiêu cực tai hại của các điện tử như là máy tính, điện thoại này. Nó làm mình gù lưng lắm. Nó làm cho rất nhiều người gù lưng xấu dáng, lưng thì còng thì gù, dáng thì xấu, thì có tập thể thao gì nữa đâu, suốt ngày cầm cái bấm 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 như thế này nè, gù gù cái gù cái lưng xuống, hỏng hết lưng rồi, gù hết lưng rồi, dáng thì rất nhiều người giờ dáng, loài người giờ dáng xấu lắm rồi. Thế bây giờ các bạn tỉnh ngộ đi, bớt dùng nó đi, tham gia hoạt động thể thao để cho dáng nó đẹp lên. Và tác động tai hại của các điện thiết bị điện tử là điện thoại máy tính này nữa là nó làm đau mỏi cổ vai gáy các bạn, nó làm đau mỏi cổ vai gáy, nó làm thoái hóa cột sống, tại vì cứ phải ngồi lên 3 4 tiếng đồng hồ trước cái máy vi tính, ngồi cả tiếng mấy tiếng đồng hồ bấm nhìn nhìn cái màn hình điện thoại thì làm gì, đến lúc mệt lử ra không thể phải cầm được nữa, mệt quá rồi thì đặt xuống thì làm gì, nó chẳng gù thoái hóa cột sống mà chẳng chẳng đau mỏi cổ vai gáy. Cho nên là các bạn làm việc trên cái máy vi tính ấy thì cứ 45 phút một tiếng là các bạn phải đứng dậy đi lại lại khởi động nhẹ nhàng khoảng 5 đến 10 phút rồi các bạn vào làm việc tiếp. Các điện thoại vậy, các bạn xem cái gì xem có khoảng nửa tiếng 45 phút các bạn đặt nó xuống, khởi đi đi lại lại thư giãn nghỉ ngơi, đi làm việc khác, làm việc gì thì làm. Các bạn có thể đi uống nước, đi vệ sinh, các bạn đi ăn nhẹ, đi nói chuyện, đi lên cầu thang, đi lên đi xuống, các bạn vận động hoặc tập mấy cái bài tập thể dục nhẹ nhàng để cho thư giãn cơ bắp thì mình cột sống và cái phần vai phần lưng của bạn mới được nghỉ ngơi thì nó mới không bị đau. Mình cũng làm cái việc vi tính trên máy tính rất nhiều nhưng mà cứ 45 phút thậm chí nửa tiếng là mình đứng lên đi lại 5 10 phút rồi tập các bài tập nhẹ nhàng rồi. Cho nên là mấy năm nay mình đâu bị đau mỏi cổ vai gáy đâu. Thế là cách để ngồi trước cái máy tính với cái điện thoại mà lưng với vai không bị đau đó. Cái điện thoại bây giờ các bé trẻ con ấy, gia đình thì nuông chiều và cũng không biết làm cách nào để các bé ấy ngồi ngồi ngoan, cho nên là cứ cho các bé sử dụng điện thoại. Cho nên mắt trẻ con bây giờ hỏng hết rồi, làm hỏng hết mắt trẻ con để khiến các bé cận thị sớm. Nhiều bé này 5 10 tuổi bây giờ nó đeo các kính dày cộp rồi vì bấm điện thoại quá nhiều. Các bạn ở Trung Quốc bây giờ người ta đã hạn chế trẻ con dùng điện thoại rồi rồi đó, các bạn nên kiểm soát con các bạn. Cho nên các bé từ 2 tuổi đến 8 tuổi thì cho nó ngày nó bấm 1 tiếng thôi, đừng cho con bé nó bấm nhiều hỏng hết mắt của nó, rồi loạn hết cả tâm trí của nó nữa.
để nuôi dạy trẻ con cho đúng ấy, thì các bạn lên thăm, lên theo dõi kênh của thầy Nguyễn Duy Cương. Kênh này có rất nhiều các kiến thức về nuôi dạy trẻ con, các bạn nên theo dõi. Cái điện thoại này bây giờ nó làm cho hàng tỷ người không có vận động gì cả, không có thể thao gì hết. Cho nên là bây giờ mình xem trên TV, bây giờ rất nhiều người trên thế giới bây giờ mình thấy dáng xấu lắm rồi. Mình thấy nhiều người ai cũng phì 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 ra. Những thập niên 70, 80, 90 thì dáng này người rất là đẹp và gọn. Bây giờ không tưởng tượng nổi 20 năm nay thôi mà là người bây giờ dáng xấu quá rồi. Hỏng hết dáng rồi. Suốt ngày bấm điện thoại đi đi, không có tập thể thao, có vận động đi đâu. Cơ nó teo, nó nhão đi thì làm gì dáng thằng xấu. Bây giờ ấy, cái điện thoại này này, cái tai hại nhất, khốn nạn nhất của cái điện thoại rồi các thiết bị điện tử này đến sức khỏe của đàn ông này, này. Nó làm cho trên bảo dưới không nghe, nó chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Đấy là tác hại cực kỳ lớn của cái điện thoại, nếu mà mình dùng quá nhiều, tiếp xúc nó quá nhiều, suốt ngày bấm lên trên đó, dán mắt vào đó thì sớm muộn gì cũng bị cái bệnh này. Mình nói thẳng là thế luôn. Mình nói lại nữa luôn nhé, cái điện thoại này nó làm mất ngủ rất là nhiều, nó làm mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ lại hay mơ. Mình cũng bị tình trạng rồi, cứ bấm nó cứ xem hết video này video khác là rất là khó ngủ, và ngủ nó lại hay lúc ngủ hay mơ, xong lúc ngủ hay tỉnh giấc nữa. Đấy, nó rất là tai hại của chỗ đấy. Cho nên cái thời điểm nào mà mình không xem cái video gì hết, nút tắt nguồn, quăng vào một chỗ thì lúc đấy ngủ rất là dễ, mà ngủ nó không mơ, nó thẳng ra không gặp ác mộng. Còn xem hết video này video khác thì trong trong đầu nó cứ nhảy hết cái hình ảnh này, cái hình ảnh khác trong đầu, nó rất là khó ngủ và ngủ và rất ngủ rất là hay mơ. Đó là cách tốt nhất bây giờ ấy, mà các bạn muốn dễ ngủ ấy thì các bạn nên hạn chế xem các video nọ video kia là một. Thứ hai, lúc 9 rưỡi 10 giờ tối ấy, tắt nguồn, không xem cái gì hết nữa, kệ xác nó, thiên hạ làm trò gì mà kệ, đó đừng xem nữa thì nó mới dễ ngủ, ngủ nó mới sâu giấc được. Có tác hại nữa của cái điện thoại này là bấm quá nhiều, nó làm trong quá trình, nó chậm quá trình chuyển hóa trong cơ thể, nó làm chậm chuyển hóa trình chuyển hóa trong cơ thể đó các bạn, và làm cho mình dễ bị táo bón và khó đi vệ sinh. Cho nên mà các bạn cứ bấm và mang cái điện thoại vào nhà tắm, vào nhà vệ sinh mà các bạn ngồi mà có tiếng không đi được là các bạn đang tự hại cơ thể đấy. Cho nên nhầm không thể tưởng tượng nổi, nhiều người bây giờ là nghiện mức độ thế nữa, đi vệ sinh đi ị mà cũng mang cái điện thoại vào, thật là. Cho nên là các đi vệ sinh ấy, thì đừng có mang điện thoại vào trong nhà tắm, vào nhà vệ sinh nữa, ấn nút tắt nguồn rồi đi cho nhanh 5-10 phút thì ra, khổ ở trong đấy nó khô như thế mà ngồi cả tiếng đồng hồ. Và cái điện thoại, các thiết bị điện tử này, nhất là cái điện thoại nó làm chậm quá trình chuyển hóa và làm táo cho cơ thể về táo bón, nó có thật đấy các bạn. Mình bị tình trạng đấy rồi, nên mình dám nói điều đấy luôn đấy. Nhưng còn mình lúc vào nhà vệ sinh thì không bao giờ mình cầm cái điện thoại theo cả, bao giờ cũng để ở ngoài hết. Nó bây giờ mình mới nghe cái thông tin này, biết được cái thông tin là nhiều người, rất nhiều người mang cái điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi cái tiếng ngồi trong đó này, khổ. Nên các bạn phải giảm bớt đi, đừng có nghiện lỗi lỗi thế. Lúc đi vệ sinh tập trung chỉ 5-10 phút là xong rồi ra, muốn làm gì thì làm. Và cái điện thoại này nếu mà cứ ngồi ly bì bấm nó thì nó làm cho mình rất là thiếu sức sống, con người nó ể ỏi mệt mỏi lắm các bạn. Mình là người chăm thể thao này, nhưng mà cái hôm nào mình bấm ly bì thì y như rằng hôm đi ngủ nó có mệt lử đâu, người thiếu sức sống, hôm sau nó thiếu sức sống, không phải trong 1-2 ngày mà trong mấy ngày liền. Bây giờ mình ngừng hẳn mình thì nó mới hồi phục trở lại, 1 tuần 2 tuần sau nó hồi phục trở lại được. Trong 1 năm mình chỉ bị mấy thế mấy lần thôi mà cơ thể mình rất là mệt. Cơ nó tăng mà các bạn, nhiều người bấm liên tục, bấm ly bì hết năm này qua tháng khác, hết ngày này qua ngày khác thì cơ thể các bạn nó nát đúng. Bây giờ mấy lần cuối cùng mình nói rằng cái thiết bị điện tử này nó làm cho cả các loại người này thức khuya này, ngủ nướng này, không vận động gì cả, và đây chính là nguyên nhân hàng đầu làm cho cơ thể suy yếu, làm cho suy yếu hệ miễn dịch, làm cho bệnh tật triền miên. Những người làm cái thức khuya ngủ nướng mà không vận động là sẽ bệnh tật triền miên.
Còn các bạn là nào mà biết được cái tác hại nữa của điện của các thiết bị điện tử này, thì comment bên dưới phần bình luận nhá. Còn mấy điều cuối cùng mình nói nốt, nếu các bạn muốn cai nghiện điện thoại ấy, thì trên kênh YouTube ấy, trên kênh YouTube thì mình có để cái đường link ở phần mô tả, để có bốn cách cai nghiện điện thoại, mình làm video được để đường link phần mô tả. Đấy, các bạn nếu mà xem cái video là trên YouTube thì các bạn vào phần mô tả còn ấn vào để bạn biết cách để giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại xuống nhá. Các bạn nghiện quá thì sẽ có tìm cách để cai đi nhá. Đón đường link trên kênh YouTube mình để phần mô tả. Video đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.